Hạo Nhi, Hạo Nhi sao rồi? Mình đi tìm Hạo Nhi. Được. Tử Lâm, chàng xem. Tác phẩm cải biên từ tiểu thuyết Thế giới hoàn mỹ. Mọi nhân vật, khung cảnh, video, lồng tiếng thuộc bản quyền công ty trách nhiệm hữu hạn Tencent Picture Thượng Hải. Thế giới hoàn mỹ, tranh đoạt cùng ai? Phim hoạt hình cải biên từ tiểu thuyết Thế giới hoàn mỹ của Thần Đông, tập 79. Khán giả chưa thành niên xin theo dõi khi có sự đồng ý của người giám hộ. Nội dung phim được giả lập từ máy tính, xin đừng mô phỏng ngoài đời. Phá! Đinh Nhi cẩn thận, kết giới sắp bị phá rồi. Hạo Nhi, chấn động mạnh vậy, trận pháp này lợi hại quá. Đinh Nhi, không sao rồi. Hạo Nhi, Hạo Nhi sao rồi? Mình đi tìm Hạo Nhi. Được. Tử Lâm, chàng xem. Hạo Nhi. Cha. Mẹ. Bao năm qua, cuối cùng con đã tìm được hai người. Là Hạo Nhi. Hạo Nhi của ta đây rồi. Dạ. Mẹ ơi, con đến rồi. Cha, bọn con đoàn tụ với Hạo Nhi rồi. Cha ở thượng giới vẫn ổn chứ? Đàn tế Bất Lão Sơn. Cha mẹ không gặp chuyện gì chứ? Hai người đang ở đâu? Xem ra cả nhà Thạch Hạo sắp được đoàn tụ. Lạ thật, nơi đây rõ ràng chỉ là đàn tế bình thường mà lại loáng thoáng khí tức chí tôn. Chúng giam cha mẹ Thạch Hạo ở đây, rồi dù Thạch Hạo tới Bất Lão Sơn, rốt cuộc muốn làm gì đây?
Tần Hạo kia dường như không có gì đặc biệt, mà Bất Lão Sơn lại truyền cho hắn đại cơ duyên. Lẽ nào Bất Lão Sơn, lẽ nào các người muốn tạo ra Chí Tôn sao? Chờ đợi quá lâu trong trận pháp hư ảo, dường như sắp quên sự ấm áp chân thực này. Năm xưa bọn ta dặn dặm xa xôi tới Bất Lão Sơn để tìm xin thánh dược, không ngờ lại bị bắt giam. Trưởng lão Trần tộc nói với ta và mẹ con, thánh dược cũng không thể cứu mạng con. Nhưng không nói chuyện này nữa, chúng ta được đoàn tụ là tốt rồi. Bỏ đi, họ đã không muốn nói, mình đừng hỏi thì hơn. Cha mẹ bị cầm tù trong trận pháp đó giờ sao? Trước đây tìm được cơ hội, bọn ta cũng đã rời Bất Lão Sơn về Thạch Thôn. Nhưng khi bọn ta về, Thạch Thôn đã thành đống quan tàn. Hạo Nhi, con ở đâu? Đó là hồi thiên tai đại hoang, sau đó Thạch Thôn dời đi. Nhưng con có để lại bản đồ mà. Khi ấy tai họa đại hoang liên miên, chắc do địa hình không ngừng thay đổi nên bọn ta không thấy. Kể từ đó, Tần tộc lấy đệ con ra làm kiềm hãm, ta và cha con chỉ đành quay lại. Từ đó bị giam ở đây suốt. Về sau bọn ta vô tình biết được, chẳng những con còn sống mà còn tự mình dùng vậy coi khinh thiên hạ. Con à, con thật giỏi giang. Tổ phụ và Aman đã vào thượng giới thật sao? Lúc đó tổ phụ con gặp nguy hiểm ở Bất Lão Sơn, ta bảo đệ đệ con, người tới là tổ phụ nó, phải nghĩ cách ứng cứu. Đệ đệ con ra tay ngay, lén đưa họ vào trận pháp thượng cổ. Đệ đệ con tuy được Bất Lão Sơn dạy dỗ từ nhỏ, nhưng bản tính lương thiện đơn thuần như con vậy, đều là những đứa con cha mẹ thương yêu nhất. Sau này huynh đệ con không được nảy sinh hiềm khích. Mẹ yên tâm đi, con không còn là trẻ con nữa. Sau này đệ đệ cứ yên tâm giao cho con chăm sóc. Không cần. Huynh tưởng ta sẽ theo gót huynh à? Hạo Nhi, ta có con đường riêng, không cần huynh chăm sóc. Ta sẽ thành người mạnh nhất trên đời. Tốt lắm. Cứ đi tiếp con đường của đệ, mai sau lớn mạnh rồi có thể giao đấu với ta mọi lúc. Giữa chúng ta còn thiếu một cuộc đọ sức thật sự. Không cần huynh nhắc, ngược lại là huynh, sau này đừng có mà lơ là, để ta dễ dàng vượt qua, vậy thì mất vui. Kệ bọn nhỏ đi, đường của chúng chỉ có chúng biết đi thế nào. Đừng nói chuyện nữa, có một luồng khí tức mạnh đang ép sát. Là Bất Lão Thiên Tôn hạ giới, thiết nghĩ không phải chân thân xuống, chắc sẽ chiếu ảnh từ thượng giới. Nghe nói Bất Lão Thiên Tôn pháp lực vô biên, có thể độ mọi chúng sinh, vì sao hắn lại đột nhiên hạ giới? Có lẽ là nhắm vào ta và Thạch Hạo, nhưng cũng có lẽ chỉ để độ quá sinh linh bất diệt lúc trước ta thả ra. Người đã thả sinh linh bất diệt bị trấn áp với Ngũ Hành Sơn, giờ phải làm sao? Dù có nhắm vào mình hay không thì cứ chuẩn bị sẵn đi. Mình nhân lúc hỗn loạn tới kho bảo vật Bất Lão Sơn gom một mớ rồi tính tiếp. Cha mẹ và đệ đệ ta phải làm sao? Dễ ợt, ta cho họ vào thế giới nhỏ của ta trước. Hạo Nhi, mình đi chung đi. Mẹ, không cần lo, khó lắm con mới tới được huyền vực, sao có thể ra về tay trắng chứ. Món nợ Bất Lão Sơn cầm tù hai người,
con sẽ đòi lại hết. Hạo Nhi, ta biết giờ con rất mạnh, nhưng đối mặt cổ giáo bất diệt vẫn phải thật cẩn thận. Được, cha mẹ, hai người chờ con. Nếu không sợ cha mẹ lo thì ta không đi đâu. Quynh cũng đừng có chết ở đây, kẻo sau này ta mạnh lên lại không còn đối thủ. Chúng ta đi. Ừ, đi. Lại kết giới. Bất Lão Sơn có phải thứ gì cũng bọc lại không? Nhỏ nhèn quá. Tiểu Tháp, xem ra vẫn cần ngươi ra tay. Cấm chế này không đơn giản, muốn vào e không dễ. Ngươi cũng không phá được sao? Được thì vẫn được, chỉ là lá chắn này cứng quá. Phải có thứ đủ cứng, phối hợp thần lực của ta mới có thể đẩy nhanh tốc độ. Thứ đủ cứng, vậy thì cần nó ra sân rồi. Đừng, các người tìm ta chắc chắn không có việc tốt lành. Tháp già nói rồi, cấm chế này không đơn giản, đem ta ra đập là lấy trứng chọi đá còn gì. Không được, không được, không chừng trong đó nhiều bảo bối lắm, khi đó tùy ngươi chọn. Ta tin cái con khỉ ấy. Đừng có nhảm nữa. Đừng mà, đừng mà. Qua đây. À, hơi buồn nôn. Lần này chắc chấn động não rồi. Người có chắc mình có não? Đi, mau vào thôi. Kho bảo vật Bất Lão Sơn. Nè, dắt chanh bỏ vỏ hả? Chờ ta. Mấy người mới nói tùy ta chọn phải không? Ôi, đã quá. Hết chấn động não rồi à? Bất Lão Sơn quả có khác, lắm bảo bối thật. Lạ ghê. Sao ta cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc? Cũng là hòn đá, cho ta ăn đi. Tháp gia, sao lại đánh lén người ta vậy hả? Này là xương hiếm, không phải đá. Tưởng ta không nhận ra à? Trên mảnh xương có chút thần tính và còn rất quen. Hình như là nguyên thủy chân giải. Nguyên thủy chân giải. Bảo sao khí tức này đúng thật là y hệt mảnh ở Thạch Thôn khi đó. Đồ ngu, suýt bị ngươi lừa rồi. Tiểu Tháp vẫn thành thật hơn. Coi đầu óc ta kìa, chắc chắn là di chứng chấn động não. Không biết là mảnh nguyên thủy chân giải lẻ hay có thể ghép hoàn chỉnh với mảnh của ta. Theo Liễu Thần nói, nguyên thủy chân giải tổng cộng có 3 mảnh thượng trung hạ. Mảnh đầu tiên là thần dẫn, mấy tên cự đầu trên thượng giới đã từng xem. Mảnh thứ hai là siêu thoát, ở ngay hạ giới. Rất nhiều người tìm kiếm đều chẳng được gì. Nếu thật sự là mảnh trung siêu thoát thì giờ phần nhiều ta xem không hiểu. Đó là thứ mà mấy nhân vật cự đầu mới xem được. Nếu sợ xem không hiểu hay đưa ta ăn đi, đổi lấy cơ hội ta ra tay cho huynh. Nè nè, lôi thôi cả buổi huynh cũng chả tốt lành gì, cũng muốn ăn thôi. À, tháp gia giết đá kìa. Nếu huynh không muốn bị nhốt ở Bất Lão Sơn thì mau chốt đi. Không được,
Thứ này quá quý giá, trần đời hiếm có khó tìm, lại không có vật thay thế. Nếu bị ngươi ăn mất, ta sẽ thành tội nhân thiên cổ mất. Nhỏ mọn, nhỏ mọn. Của ta hết. Ê, chừa cho ta ít giới. Mau, nhặt thêm về làm giàu cho quốc khố. Cưỡng sạch kho bảo vật Bất Lão Sơn, giờ đến lượt dùng thuốc rồi. Theo đại ca sướng quá, được ăn được gói mang về, còn được dạo chơi. Dường thuốc Bất Lão Sơn. Làm sao vậy? Dường thuốc đang yên lành thành ra thế này. Tiếc quá. Nghe đồn thánh dược Bất Lão Sơn cũng ở đây, không biết có bị hủy không. Để ta dùng trùng đồng xem thử. Bên kia có trận pháp bảo vệ, trong đó có lẽ có thánh dược. Tiểu tháp, mau phá trận. Chẳng lẽ lại có thần linh giáng thế? Nhìn đằng xa xem là gì. Đó là sinh linh bất diệt lúc trước mà. Hắn thoát được trấn áp của ngọn núi đó thật à? Có biết thứ tự trước sau không hả? Tốt xấu gì cũng phần bọn ta với chứ. Đừng nói chuyện, lại có nhân vật lớn tới đây. Cái tên của Ngưng Kim Môn sao cũng chiếu ảnh xuống. Kho báo này 17 năm trước vốn đã là của bổn tọa. 17 năm trước ông liên quan gì đến chuyện này? Nói. Cha tử quỷ và ác nhân cốc đều cuốn vào chuyện rắc rối đó, mình phải điều tra rõ mới được. Tuyệt đại song kiêu. Sưu tầm gia quan chú, truy phan bù mì lộ. Là huynh đệ thì hãy vào WeChat official của thế giới hoàng mỹ cổ vũ cho đại ca ta.
就算磐石化作巨鳌的刀口，就算烈日向下窒息的驻守，等着那个人，不可说不言不由，不管不顾相恋像烈焰出口，一切源头已没偏偏回首，一切源头此生交出时候、哦、一目尽头饱饱日子流走，唯有最后续一份守候，你一切源头已没偏偏回首，一切源头此生交出时候、哦、一目尽头饱饱日子流走，不知道都如何一直今后，nội dung tập sau. Thế giới hoàn mỹ, tranh đoạt cùng ai?